Sáng ngày 18 tháng 5, Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Lê Minh Trí cùng tổ đại biểu Quốc hội, đơn vị số 4 có buổi tiếp xúc cử tri với quận 5, quận 10 và quận 11 thành phố Hồ Chí Minh trước kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14. Tại buổi tiếp xúc, cử tri ba quận đặt câu hỏi liên quan đến nhiều vấn đề được dư luận quan tâm, trong đó có vụ án Hồ Duy Hải mà Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao vừa có phán quyết giám đốc thẩm. Cử tri quận 5 cho rằng, tại phiên tòa giám đốc thẩm vụ án tử tù Hồ Duy Hải, Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao nhận định quyết định kháng nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Chí là không đúng luật. Việc Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao cho rằng những sai sót của cơ quan điều tra không ảnh hưởng, không làm thay đổi đến bản chất của vụ án là điều cực kỳ nguy hiểm, có thể tạo tiền lệ cho cơ quan điều tra tự tung tự tác trong quá trình thực thi công vụ. Còn theo cử tri quận 11, việc đại biểu Quốc hội như ông Lưu Bình Nhưỡng lên tiếng về phán quyết của Hội đồng thẩm phán thì bị một thẩm phán xúc phạm, đây là hành động thiếu tôn trọng đại biểu Quốc hội. Trả lời cử tri, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Chí khẳng định, chắc chắn Viện trưởng kháng nghị không sai luật và đúng thẩm quyền. Viện trưởng cũng có báo cáo với các cấp có thẩm quyền để xem xét và đúng pháp luật. Đây là trách nhiệm thực thi pháp luật. Đến giờ phút này, Viện trưởng tin là mình đang làm đúng trách nhiệm của mình. Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Lê Minh Chí nhấn mạnh, việc kháng nghị vụ án Hồ Duy Hải là theo thẩm quyền khi nhìn thấy nhiều chứng cứ cần xác minh, làm rõ, căn cứ vào Bộ luật tố tụng hình sự. Chứng cứ chưa đúng, chưa xem xét rõ ràng, đó là căn cứ để kháng nghị. Ông Chí cũng khẳng định Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao không ưu ái Hồ Duy Hải hay ai trong vụ việc này. Song, thấy chứng cứ mâu thuẫn giữa hiện trường, lời khai nên Viện thấy cần thiết kháng nghị. Việc kháng nghị nhằm xem xét lại vụ án thận trọng, khách quan vì nó liên quan đến tính mạng của một con người. Chắc chắn Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao kháng nghị không sai, có căn cứ và đúng thẩm quyền, ông Chí khẳng định.